Phía trong những thanh chắn này là nơi phong tỏa các khu dân cư và 3 bệnh viện là ổ dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. Ngày 28 tháng 7 năm 2020 là ngày đầu Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Các cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự làm nhiệm vụ nghiêm ngặt tại các chốt quanh khu vực này. Theo văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khu vực xung quanh 3 bệnh viện, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng sẽ tạm thời bị phong tỏa. Bên trong khu vực này, đa số người dân đều đóng cửa ở nhà. Một số người có việc ra khỏi nhà đều phải mang khẩu trang. Lực lượng công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, các lực lượng đứng chốt phải túc trực 24/24 giờ. Nếu không được sự đồng ý của cấp trên về việc giải quyết các trường hợp có việc cấp bách, lực lượng đứng chốt phải đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thì hiện nay là có một số người dân người ta có cái yêu cầu cung cấp thức ăn thực phẩm vào bên trong. Thì thực ra là đối với cái khu vực mà ngoài bệnh viện ấy, thì chúng tôi có thể hỗ trợ được. Hiện trong bệnh viện là chúng tôi xin ý kiến giám đốc và ban chỉ đạo của thành phố. Đối với những khu vực ngoài bệnh viện ấy, là khu vực cách ly đặc biệt ấy, thì người nhà người ta bị đến đây thì người ta có thể giao nhận hàng vào đây được. Tuy nhiên đó là cái việc này thì Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo rồi, cũng đã có lực lượng để mà hỗ trợ người dân rồi, thì mình bà con cũng yên tâm, cũng không sợ là thiếu thốn những vấn đề thực phẩm lương thực. Đây là khu vực phía chốt gần bệnh viện Đà Nẵng sáng 28 tháng 7. Người dân tập trung khá đông để chờ xe cấp cứu trung chuyển nhập viện. Từ sáng sớm tại các chốt này, người dân đã tập trung và xuất trình các giấy tờ liên quan để nhập viện. Chị có xin họ để mới xin vào sớm hơn không? Không được, vì ai cũng giống mình, ai cũng vậy, cái đâu thì mình làm được rồi. Nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.